Emma Lê, Bông Hồng Lai đóng cảnh tình cảm với rocker Nguyễn trong Gia Lộ 8675. Con nhà nòi đã sinh lại còn đa tài. Giao Lộ 8675 hé lộ về một chuyến hành trình khám phá với nhiều bất ngờ. Sự xuất hiện của bóng hồng duy nhất, nữ diễn viên, người mẫu trẻ Emma Lê gây tò mò cho khán giả. Trong bộ phim điện ảnh này, cô có nhiều cảnh tình cảm với rocker Nguyễn, họ đúng là một cặp trai tài gái sắc. Emma Lê vốn là cái tên không quá xa lạ trong showbiz Việt, cô từng thủ vai nữ chính trong hàng loạt sản phẩm của Subin Hoàng Sơn, Sơn Tùng MTP. Emma Lê cũng từng xuất hiện trong phim Mẹ Ác Ma Cha Thiên Sứ. Người đẹp mới đây còn là ứng viên tiềm năng, nhận được lượt tương tác khủng khi ghi danh Miss Universe Việt Nam. Dù là con nhà nòi có mẹ là diễn viên nổi tiếng Lê Hóa, nhưng Emma Lê vẫn tự định hướng con đường phát triển của bản thân, không dựa dẫm hay phụ thuộc quá nhiều vào mẹ. Là con lai giữa bố là người Tây Ban Nha nên Emma Lê được ví như bông hồng lai hiếm có khó tìm của màn ảnh Việt. Ngoài chiều cao 1m7 và khuôn mặt xinh đẹp, Emma Lê còn có ưu thế vóc dáng gợi cảm. Mỹ nhân sinh năm 2000 có thể biến hóa đa dạng phong cách, mỗi lần xuất hiện ở sự kiện hay chụp ảnh sống ảo đời thường đều có những nét đẹp riêng khó nhầm lẫn với bất kỳ ai. Emma Lê còn khiến cư dân mạng ngưỡng mộ vì học vấn không phải dạng vừa. Nữ diễn viên có thể nói thành thạo 4 thứ tiếng: tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Pháp. Emma Lê là sinh viên nổi trội của ngành quản trị kinh doanh, trường đại học quốc tế. Ngoài ra, mỹ nhân sinh năm 2000 còn giành nhiều giải thưởng, huy chương khi tham gia các cuộc thi bơi lội, bóng chuyền. Ngoài đóng phim, Emma Lê còn làm mẫu ảnh, diễn thời trang và có thể tự chi trả được học phí. Hiện tại, cô đã hoàn thành việc học ở trường và chính thức bắt đầu con đường theo đuổi nghệ thuật. Về chuyện tình cảm, Emma Lê và bạn trai đã hẹn hò được 3 năm, cả hai thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc tình tứ lên mạng xã hội. Trên tài khoản Instagram cá nhân với hơn 50k lượt theo dõi, cô được nhiều bạn trẻ tin tưởng nhờ tư vấn các vấn đề học tập, tiếp học ngoại ngữ. Từng nhận được nhiều câu hỏi của các bạn trẻ về việc lựa chọn cùng lúc hai con đường, học vấn và nghệ thuật, thay vì tập trung theo đuổi đam mê. Emma Lê khẳng định bản thân vẫn muốn cố gắng tốt nghiệp đại học để tập trung 100% cho sự nghiệp nghệ thuật. Tuy sinh ra ở Việt Nam thế nhưng trong những dịp nghỉ hè của mình, Emma thường được gia đình cho về quê nội chơi, nơi nổi tiếng được xem là xứ sở bò tót, chính vì được thường xuyên qua lại giữa hai đất nước mà Emma Lê có thể thành thạo được nhiều thứ tiếng. Bên cạnh đó, ngay từ bé Emma Lê đã sớm bộc lộ tố chất chơi ở các môn thể thao, đặc biệt là sở trường ở các bộ môn bơi lội, bóng chuyền, chạy ngắn, dài. Chính vì vậy cô gái lai Tây này thường xuyên là người góp mặt trong các cuộc thi chạy điền kinh và bóng chuyền cấp quận. Trong 2 năm cuối cấp, Emma Lê đã xuất sắc giành được 7 huy chương vàng, 2 huy chương bạc, 1 giải đồng cùng với đó là một số giải khuyến khích. Tuy nhiên, sự nghiệp thể thao của Emma Lê phải dừng ở đây khi lên cấp 3, Emma đã phát hiện ra bản thân mắc bệnh tim, do đó cô buộc phải ngừng các hoạt động thể thao mặc dù rất đam mê nó. Có thể nói với nhan sắc lai Tây xinh đẹp, vóc dáng chuẩn cùng lối diễn xuất chân thật, Emma Lê hứa hẹn sẽ trở thành một mỹ nhân màn ảnh Việt trong thời gian tới.